Xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình rất là vui khi được quay trở lại chia sẻ thêm một video mới nữa. Thì ở video mới này á, thì mình sẽ chia sẻ về cái nghị định số 93. Đây là một trong những cái nghị định nhập cảnh vào Việt Nam mới nhất. Vì có rất là nhiều cô chú, anh chị ở nước Mỹ cũng như là ở nhiều nước khác rất là hoang mang, có thể nói như là hiểu nhầm về cái nghị định xuất nhập cảnh Việt Nam mới này đó. Đâm ra thành có rất là nhiều người đã mua vé máy bay mà nghe tới cái nghị định mới này xong rồi họ hoang mang, họ muốn trả vé máy bay lại và không muốn về Việt Nam nữa. Thì đây có phải là một cái tin tức mà khiến cho tất cả Việt kiều ở bên Mỹ này cảm thấy lo lắng hay là không ha? Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu và mình chia sẻ cho tất cả các cô chú các anh chị mình hiểu thêm về cái nghị định này để cho mọi người được biết thêm và không có còn lo lắng cho những cái hành trình bay về Việt Nam sắp tới của mình nữa. Video này là mình chia sẻ mang tính chất tham khảo ha các bạn ha. Nếu như mà có điều gì sai sót thì mong tất cả các cô chú các anh chị mình thông cảm, cũng như là có những cái ý kiến gì bổ sung á thì các bạn hãy bổ sung ở bên dưới cho mình để cho mình rút ra một số kinh nghiệm ha. Tại vì để mà nói tới cái nghị định mới này á, thì khi mà mình cũng có nghe một số người nói á, ban đầu á thì mình cũng thấy là hơi lo lắng luôn á. Tại vì khi mà mình nghe nói là nếu như mà ngày 21 tháng 12 này á mà Việt Nam bắt đầu trở lại cái việc mà khai báo y tế cũng như là làm lại tất cả những cái thủ tục như hồi thời mà Covid á, thì sẽ gây trở ngại rất là nhiều cho đồng bào Việt Nam của mình ở nước ngoài mà về thăm quê hương luôn á. Cái thời Covid đã qua rồi các bạn ơi, mặc dù hiện tại bây giờ người ta đã có rất là nhiều những cách để mà mình phòng ngừa Covid, cho nên á là khi mà mình đi vào Việt Nam á thì cái việc cẩn thận thì ai cũng phải cẩn thận ha, nhưng mà cái nhập cảnh vào Việt Nam hiện tại bây giờ lúc mà mình đi là rất là dễ dàng luôn á, không hề khó khăn bất cứ một cái gì nữa hết á. Với lại mình có một số bạn mới về Việt Nam đây luôn, và họ cũng nói là khi mà nhập cảnh vào Việt Nam hiện tại bây giờ á, là khi mà mình đi qua những cái cửa khẩu, chẳng hạn như á là lúc mà mình bắt đầu xuống máy bay á, từ ở ngoài cửa máy bay á mà mình đi vô ha, là mình sẽ qua một cái cổng gọi là đóng mộc ha. Khi mà mình tới cái cổng đó đó là người ta thường hay kiểm tra cái passport của mình nè, rồi người ta kiểm tra visa của mình ha. Mình bắt buộc phải có cái passport của mình còn thời hạn và visa nhập cảnh vào Việt Nam còn thời hạn ha, hai cái đó rất là quan trọng luôn. Còn cái việc mà mình nghe nói tới cái nghị định á là trong cái tháng 12 này á là Việt Nam á sẽ có một cái chương trình giống như là kiểm duyệt về y tế, thì kiểm duyệt về y tế là có nghĩa gì? Chẳng lẽ họ bắt mọi người phải xét nghiệm Covid khi nhập cảnh vào Việt Nam, hay là kiểm tra cái thẻ chích ngừa? Tại vì chưa có rõ ràng gì hết á, mà rất là nhiều người rất là hoang mang ha. Mà mình đã gọi cho dịch vụ á, mình hỏi á thì dịch vụ nói cho mình á, hiện tại bây giờ họ không có yêu cầu xét nghiệm Covid khi mà nhập cảnh vào Việt Nam, cũng như là có những người chưa từng chích một cái mũi vaccine Covid nào hết, cho nên là họ đâu có cái thẻ chích ngừa đâu mà kiểm tra mà họ có được mua vé bay về Việt Nam hay không. Thì dịch vụ cũng nói cho mình biết á là hiện tại họ không có yêu cầu gì hết, cho nên là không có chích một mũi vaccine nào mình vẫn có thể về Việt Nam được luôn, không có sao hết, không có lý do nào là người đó chưa từng chích một mũi vaccine nào là mãi mãi sẽ không có được về Việt Nam cũng như là không được nhập cảnh vào Việt Nam ha các bạn ha. Cái thời mà Covid á là người ta kiểm dịch y tế là người ta có làm một cái chỗ để mà kiểm dịch y tế riêng luôn. Tại vì mình thì không có về ngay cái thời điểm mà họ kiểm dịch y tế đó, lúc mà mình về là coi như tất cả đều dẹp hết rồi, cho nên là mình cũng không có trải nghiệm cái sự khó khăn của những người về Việt Nam trong cái thời gian mà họ phải kiểm dịch y tế, có nghĩa là mình phải
xét nghiệm COVID ở tại phi trường gì đó ha. Thì mình thì không có trải nghiệm qua cái việc khó khăn đó, cho nên là mình không có hiểu được cái nỗi khổ nếu như mà Việt Nam quay trở lại bắt mọi người xét nghiệm COVID. Thì đây có nghĩa là một cái tin không có vui, nhưng mà mình nghĩ là sẽ không bao giờ có cái việc này xảy ra nữa đâu các bạn. Tại vì họ theo dõi cái về cái vấn đề dịch bệnh của mỗi người thì mình nghĩ là có. Chẳng hạn như nếu như khi mà mình lên máy bay á, thì mình mà phát hiện ra là mình nóng sốt hay là mình có những cái triệu chứng giống như mình đang bị bệnh á, thì cái điều này là đương nhiên là nhân viên ở hãng hàng không sẽ quan tâm tới cái vấn đề này và cho mình đi tới một cái nơi riêng để mình cách ly, cũng như là họ sẽ kiểm duyệt về cái vấn đề sức khỏe của mình ha. Cái chuyện đó là rất là bình thường thôi. Trong cái mùa Covid hay là không có phải mùa Covid thì cũng vậy nữa, ai mà bị bệnh thì cũng có một cái sự quan tâm đặc biệt giống như vậy. Đâm ra thành các cô chú các anh chị cũng đừng có quá là lo lắng ha. Còn cái việc mà kiểm dịch động vật và thực vật khi mà mình nhập cảnh vào Việt Nam á, thì trước đây á, là nếu như mà các bạn mà có mang theo động vật cũng giống như là thú cưng đi, thì tất cả những cái quy định mà nhập cảnh vào Việt Nam mà khi mà mình mang theo thú cưng á, là có rất là nhiều những chi tiết. Các bạn mà mang theo thú cưng thì các bạn biết rồi ha, là luôn luôn có giấy tờ khám sức khỏe cũng như là kiểm duyệt trước khi mà mình nhập cảnh vào Việt Nam, cho nên cái này thì nó không có gì là thay đổi hết, cũng giống như bình thường vậy thôi ha, chứ đâu có phải là mới gì đâu. Cho nên mình thấy cái luật mới này á, cái nghị định số 93 mới này á, so với lại ngày xưa thì cũng không có khác gì nhiều ha, nó cũng giống vậy thôi à các bạn, cho nên là không có gì mà phải lo lắng hết á. Còn cái việc là khi mà mình nhập cảnh vào Việt Nam, mình trải qua những cái quá trình giống như là mình phải đóng mộc nè, để mà mình bắt đầu đi qua cái khâu là mình sẽ lấy hành lý ha, lấy hành lý xong sau đó là mình phải đi qua hải quan để mà mình kiểm tra hành lý rồi mình đi ra ngoài. Thì bây giờ về Việt Nam thì cũng vậy thôi, chứ cũng không có cái gì làm rắc rối hơn nữa hết á. Thì cũng là đi vô rồi, nếu như mà họ theo dõi kiểm tra thì trong cái khoảng thời gian này á, thì theo dõi kiểm tra thì cũng không có gây ảnh hưởng gì hết á các bạn. Nếu như mình là một cái người đi về Việt Nam mang những cái đồ đạc hợp pháp bình thường, không có gây hại gì cho ai cũng như là không có gì hết bình thường, thì mình cũng không có nên lo lắng gì hết á. Mình đi về thăm thân nhân gia đình, những cái món quà mà mình mang về á, là những cái món quà hợp pháp ha, dù cho mình có đi qua cái phần mà kiểm tra hải quan, cái phần kiểm tra hành lý cũng không có sao hết đấy các bạn. Tại vì đồ của mình nếu như là đồ mà quốc cấm á, thì kiểu gì mình cũng phải lo sợ rồi. Còn mình bình thường thì mình đừng có lo sợ gì hết á. Nếu như mà mình đi qua bên đó mà nhân viên hải quan có làm khó làm dễ mình một chút xíu, thì cái việc đó thì nó cũng không phải là vấn đề lớn khi mà mình ở Việt Nam đâu các bạn. Còn cái việc mà mang thịt đông đá từ Mỹ về Việt Nam á, thịt bò, thịt heo á, hay là bất cứ những cái loại thịt nào mà tất cả các cô chú các anh chị mà mình muốn mang về Việt Nam á, thì mình vẫn có thể mang được ha. Việt Nam họ cho phép mình nhập cảnh thịt vào Việt Nam. Cái luật á thì phải qua cái sự kiểm duyệt, là cái luật từ trước tới giờ chứ không có phải là mới ngày hôm nay hay là chờ tháng 12 này mới tới cái luật này ha các bạn ha. Bởi vậy nên các bạn có mang thịt về thì cũng không có phải lo lắng gì hết á, tại vì từ trước tới giờ cái luật mà kiểm duyệt thịt hay là bất cứ cái gì mình mang cho Việt Nam là đều có hết á. Nếu mà mình mở cái luật ra là mình đều thấy hết luôn á, tại vì hôm mình thì hay coi mấy cái đó, đâm ra mình biết ha, cái luật này nó có từ lâu rồi chứ không phải là mới đây. Cho nên là các cô chú các anh chị cũng đừng có quá hoang mang, cũng đừng quá lo lắng ha. Qua hải quan á thì mình biết rồi đó, hải quan ở Việt Nam rất là dễ thương luôn á. Rất là dễ dãi với lại tất cả các mọi người, cho nên là mình cũng yên tâm đi ha. Cái luật số 93 mới này á,
thì không có phải gây bất cứ một cái sự lo lắng nào cho tất cả các cô chú, các anh chị ở các nước trên thế giới này khi mà mình muốn về Việt Nam hết á. Tại vì mình nghĩ nó cũng rất là bình thường, rất là giống ngày xưa thôi. Nó chỉ hơi khó khăn một chút xíu về cái vấn đề mà cái chuyện mà tại cái thời dịch Covid này thì người ta sẽ quan tâm về cái sức khỏe của mình hơn một chút xíu thôi. Thì cái việc này không phải là người ta quan tâm mà bản thân mình cũng quan tâm, và bản thân mình cũng phải nên theo dõi cái sức khỏe của mình luôn á các bạn. Có người hỏi mình là đi lên máy bay có cần phải đeo khẩu trang hay không, người ta có yêu cầu mình đeo khẩu trang hay không, thì mình cũng trả lời là lúc mà mình đi lên máy bay á thì nó có cái bảng khẩu trang để trước, có nghĩa là có yêu cầu đeo khẩu trang ha. Nhưng mà khi mà mình đi lên máy bay rồi đó thì mọi người đều tháo khẩu trang hết, là mình thấy trên máy bay rất là nhiều người tháo khẩu trang ra, có người thì vẫn đeo cho tới cuối luôn, có người thì tháo ra. Tại vì khi mà ở trên máy bay á các bạn thì nó hơi ngọt một chút xíu, đâm ra thành có nhiều người chịu không nổi, đâm ra thành người ta cũng tháo cái khẩu trang ra luôn à, và nhân viên cũng không có nói gì hết á. Với lại cái việc mà đeo khẩu trang á là cái việc mà mình tự bảo vệ sức khỏe cho mình ha. Bởi vậy cho nên là nếu như mình muốn đeo thì đeo, còn không đeo thì mình thấy khi tháo ra người ta cũng không nói gì hết á các bạn, tùy ý mọi người thôi à. Nhưng mà hiện tại á là khi mình nhập cảnh vào Mỹ cũng không có được mang thịt bò, thịt heo, thịt gà, nói chung là tất cả các thịt động vật từ ở Việt Nam là không có được mang qua Mỹ ha các bạn ha. Chẳng hạn như là thịt mà đã được sơ chế làm như là chà bông, xúc xích đồ, mấy cái đó cũng không có được mang qua Mỹ luôn nha các bạn. Bởi vậy cho nên là có một số người thích mang bánh tráng trộn mà có thịt chà bông á, đâm ra thành không mang được. Thì lúc mà mình về á là nó có một cái loại bánh tráng trộn ăn rất là ngon luôn, mà cái loại làm không có thịt. Và khi mà mình mua, mình nói là mình mang qua Mỹ á là họ hít chân không cho mình luôn, trong đó là nó có gia vị với lại có tỏi thôi à. Cái đó là mình mang qua Mỹ được ha. Và bản thân mình hôm bữa về á thì mình cũng mang cái bánh tráng trộn đó qua Mỹ rất là nhiều luôn, ăn rất là ngon. Cái đó thì được phép á các bạn. Nãy giờ thì mình chia sẻ video cũng đã dài rồi ha. Cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đã bỏ một cái thời gian quý báu ra theo dõi kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình chia sẻ cái video này, mình cũng rất là mong các cô chú, các anh chị đã mua vé máy bay rồi về dịp Tết năm nay á, thì cũng đừng có quá hoang mang, quá lo lắng về cái vấn đề nhập cảnh vào Việt Nam ha. Với lại mình cũng đang mong chờ coi tháng 12 này, nếu như mà họ nói là xét nghiệm Covid á, thì nhất định dịch vụ cũng sẽ nói cho mình biết. Và dịch vụ có nói là nếu như mà các bạn nào mà đã mua vé máy bay về Việt Nam rồi á, trước cái ngày bay một tuần á các bạn, thì các bạn sẽ gọi vào dịch vụ và hỏi dịch vụ một lần cuối cùng á là hiện tại bây giờ nhập cảnh vào Việt Nam có cái thông tin mới gì hay không, thì dịch vụ nhất định sẽ nói cho tất cả các cô chú, các anh chị đã mua vé máy bay rồi á về Việt Nam mình chuẩn bị ha. Dù cho mình không có mua vé máy bay ở cái dịch vụ đó luôn, nhưng mà mình vẫn được quyền mình gọi mình hỏi, thì mình thấy dịch vụ ở đây họ vẫn nói cho mình biết hết luôn á các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau ha. Chúc cho tất cả các cô chú, các anh chị một ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình ha. Bye bye.